Ok, tiếp tục. Đây là ba bức tranh và cũng sẽ là phần còn lại. Dựa vào ba bức tranh này để cho để kể câu chuyện. Lưu ý này, câu chuyện thì phải có cốt truyện, làm thế nào để diễn tả đúng cái cốt truyện nhá. Đã rõ chưa? Ok, bài này thì con sẽ có 3 phút để chuẩn bị trước khi kể câu chuyện dựa vào tranh này nhá. 3 phút của con bắt đầu. Vinh đi lại xe Vinh luôn. Vinh Vinh nữa. Vinh đó. Ok, Tom dọn hết thời gian. Nào, trước khi kể câu chuyện này thì Bảo Trang có thể nói cho cô qua cốt truyện của câu chuyện, à, cốt truyện được không? Nói tiếng Việt cũng được. Ok. Yes. Đây là một cái phòng bếp. Trong phòng bếp có bốn bốn người. Không, cô không cần miêu tả. Khi tí nữa con sẽ sử dụng tiếng Anh để con miêu tả nhá. Còn đây cốt truyện của con là gì? Là cậu bé này đã lấy khoai tây của bố đúng không? Đúng không? Có miêu tả thế không? Có kể. Ok, được rồi, thế thì đi đúng hướng rồi. Nào, con bắt đầu nói. Ok, start yours. Speak that. This is a kitchen. There are four people in the kitchen. The boy is eating chips. The man is chat with woman. The boy is hết chưa? Hết chưa Bảo Trang? Hết chưa con? No. No.
So can you continue the story? Có thể tiếp tục câu chuyện không? Ok, cô chữa bài nói này nhá. Cô chữa được chưa? Yes. Ok, được rồi. Có vẻ là chưa đủ vốn từ vựng à? Hay là không nghĩ được ra từ để nói tiếp đúng không? Đúng không? Yes. Ok, nếu là cô là người nghe mà cô nghe câu chuyện này từ con thì cô không hiểu. Tại sao? Ở đây bức tranh một miêu tả rất là tốt. It is a kitchen and there are four people in the kitchen. Cô đồng ý. Bức tranh này tuyệt đối điểm luôn. Tuy nhiên thì nếu mà tốt hơn thì con có thể miêu tả là mọi người đang ăn, đây là một cái, chắc chắn đây là một cái gia đình kiểu Anh đúng không? Bởi vì ở Anh thì nó sẽ có một món nó gọi là fish and chips, đấy là món cá phi lê và khoai tây chiên. Hai món này luôn luôn được ăn cùng nhau và một là một món ăn truyền thống của người Anh, thì có thể đây là một cái English style family, một cái gia đình kiểu Anh, được chưa? Thì con có thể giới thiệu thêm về cái món ăn họ đang ăn ở trên bàn. They are eating fish and chips with orange juice. Ăn cá phi lê và khoai tây chiên cùng với nước cam. Được chưa? Ok. Ở trong bức tranh thứ hai này có miêu tả này là the boy is eating the chips. Câu này nó hoàn toàn nó chưa xám được ý của bức tranh này. Tại sao? Bởi vì lúc này ở trên đĩa của cậu bé đã trống không và cậu bé đang lấy khoai tây chiên của bố để ăn. Được chưa? Con chỉ đang nói là the boy is eating the chips. Cậu bé đang ăn khoai tây chiên. Cô không thấy ăn khoai tây chiên bình thường mà. Con không làm được sáng tỏ cái ý nghĩa của bức tranh này. Có đúng không hả Bảo Trang? Có hiểu cô nói không? Ok. Thì trong bức tranh này rất là dễ luôn. Con có thể nói là the boys quickly eat up ở đây là ăn hết. Eat và up ấy. Up là lên ấy, được chưa? Eat up là ăn hết, được chưa? Eat up ăn hết. Eat up all the chips on his plate. Ăn hết tất cả các khoai tây chiên trên đĩa của cậu ta rồi. Okay, so he take the chips from his father's plate. Thế nên là cậu ta đã lấy khoai tây chiên từ đĩa của bố. Take something from somebody là lấy cái gì đó từ ai. Ở đây là take the chips from his dad's plate. Take này, từ take cái này, lấy ấy. Được chưa? Chắc từ này biết rồi chứ? Take cái con, biết từ này chưa? Yes. Biết rồi chứ đúng không? Take là lấy từ ai đó, from là từ, được chưa? Take from, được chưa? Và tiếp theo mình tả tới thái độ này. Ở đây không nhìn thấy thái độ của mẹ bởi vì mẹ mặt quay đi đúng không? Nhưng đây là thái độ của chị này, được chưa? And the sister is very shocked or very amazed or very surprised, rất là ngạc nhiên. Đúng không? Rất là ngạc nhiên ấy. Kiểu ngạc nhiên bởi vì thấy em trai lấy đồ ăn của bố ấy. Đúng không? Được chưa? Và con có thể nói thêm, nếu mà tốt thì con có thể nói thêm là cậu bé này lấy khoai tây chiên của bố trong lúc bố đang nói chuyện với mẹ. Được chưa? The boy is taking the chips from his father's plate while he is talking with his mother, trong khi người bố đang nói chuyện với mẹ. Được chưa? Why? Trong khi. Được chưa nào? Tiếp tục này, bức tranh cuối cùng này. Bức tranh cuối cùng này là người bố rất là tức giận vì không biết khoai tây chiên của mình ở đâu. The dad or the father is very angry because all his chips have gone. Người are gone cũng được, nghĩa là bố rất là tức giận bởi vì tất cả khoai tây chiên của anh ta đã biến mất. Gone là đi ấy. Được chưa gone, để cho to be gone là biến mất hoặc là disappear, được chưa? Disappear cũng được. All the chips disappeared. Được chưa? Cô nhắc lại này. The father is very angry because all his chips disappeared. Hoặc là all the chips are gone. Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp theo mình sẽ miêu tả tới thái độ này của mẹ này. Được chưa? Mẹ thì trong trong nhà thì con thấy là thái độ của mẹ như thế nào? Thái độ của người mẹ này như thế nào? Rất là tò mò đúng không? Có tò mò không? Hay là thái độ mẹ như nào? Tò mò đúng không? Chúng ta sẽ có thể sử dụng từ curious. She's very curious. The mother is very curious because she
She didn't know nothing. She know nothing. Được chưa? Bởi vì cô ấy không biết gì cả. Được chưa? Và the sister and the brother are very happy. Đúng không? Người cô gái này, em gái và anh trai thì rất là nào? Bảo Trang nhìn lên trên màn hình cho con đang làm gì đấy? Đúng, đúng. Hai chị em thì rất là vui vẻ, được chưa? Bởi vì mọi người không biết gì cả, được chưa? Đó, cô đang miêu tả với dù sử dụng các cái từ ngữ mà cố gắng sử dụng những cái từ ngữ đơn giản nhất mà các con đã học rồi để cô nói. Được chưa? Cố gắng nhá, cố gắng này. Về là làm sao mình học tiếng Anh mà mình ngày nào mình cố gắng, nghĩa là mình thấy từ mới thì mình sẽ cố gắng mình học, mình tra từ điển hoặc là mình hỏi cô chẳng hạn. Con có thể hỏi cô nhá, được chưa? Sau đó là con nhắn tin cho nhóm, con hỏi cô cái từ này là gì, sau đó con viết vào vở, sau đó con học thì dần dần vốn từ vựng mình sẽ nhiều hơn. Thì khi đó thì mình sẽ kể chuyện này, nó kể những cái câu chuyện đây là mình nói nó cũng sẽ dễ dàng hơn, được chưa? Vấn đề của Bảo Trang là thứ nhất, con không biết sử dụng cái cấu trúc take something from somebody, lấy cái gì đó của ai, được chưa? Tại vì con dừng ở cái này. Sau đó cái này con tiếp theo là con có thấy cái miêu tả, con có miêu tả muốn miêu tả về người chị gái, thái độ của người chị gái này, nhưng con không biết sử dụng từ nào. Cái tiếp theo là bức tranh này thì hoàn toàn tịt luôn, không nói được gì. Được chưa? Thì đây là vấn đề của từ vựng. Và không phải là vấn đề về từ vựng đâu, vì cô thấy từ vựng của bà Trang cũng khá ổn. Tuy nhiên chắc là đây là vấn đề việc chọn từ để nói, hay là trong khi nói thì mình sẽ bị kiểu mất tự tin ấy, mình kiểu bị loạn ấy, thì có thể là do cái vấn đề tâm lý của mình nữa. Được chưa? Thì hôm cô thấy là hôm nay kỹ năng nói là kỹ năng kém nhất trong cái phần kiểm tra này. Được chưa? Cô thì cô chỉ cho bài điểm bài 1, bài 1 là 1 điểm đúng không nhỉ? Thì cô thì không, bài này bài 1 là 2 điểm chứ. Không, bài 1 là 1,5 đúng không? Bài 1 là 1,5 thì cô chỉ cho Bảo Trang 0,75 thôi. Cô chỉ cho Bảo Trang một nửa thôi. Còn bài này cũng thế luôn. Một nửa là còn cao đấy. Được chưa? Thế nên là cố gắng về nhà luyện nói. Được chưa? Luyện nói bằng cách là con có thể nói chuyện với mẹ, hoặc là con có thể sao nhỉ? Lôi những cái ví dụ cô lôi những cái video cô dạy nói ra. Để cho mình nghe lại và sau mình làm lại cái bài nói đấy. Rõ chưa bà Trang? Ok. Và đây là một số cái phần thêm mà con sẽ trả lời câu hỏi cho cô để cô có thể chấm điểm phần nói đúng hơn nhá. Nào, trả lời câu hỏi cho cô. Ok. So how many people are there in your family? How many people? There are four Okay, so who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? Ủa, không biết trả lời câu này luôn á. Who is your best friend có nghĩa là gì đã? là người bạn tốt của con. Is sa. Ok, con chỉ là trả lời là si sao cũng được, mà sao is my best friend, thay thế who bằng tên người là được. Đấy là cách làm đấy. Đấy là cách trả lời mai sau đi làm, đi thi cũng thế. Có cái câu đọc kiểu nào nó có ví dụ who is your best friend như thế này. Đúng không? Thì bây giờ nhá, ai là người bạn tốt của con bỏ dấu hỏi đi, bỏ dấu hỏi đi, và con thay thế who là tên người. Ví dụ sao is my best, và đổi luôn cả, nhớ đổi tính từ sở hữu nho thành my, và thế là xong. Sao is my best friend, câu trả lời đúng hoàn toàn với câu hỏi luôn, được chưa? Ok, tiếp tục này, trả lời tiếp này. So what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? My free time. My free time. Hiểu câu hỏi không? What do you like to do in your free time có nghĩa là gì? Bảo Trang trả lời cô đã. What do you like là gì? Hãy
bàn bàn thích. Bạn thích. Bạn thích Ô. để làm gì vào Vào free time là gì? thời gian Free, free, free. Thời gian rảnh. Ô, ấp úng thế. Nếu con thích làm gì, con chỉ cần trả lời là I like. Tôi thích cộng với cái hoạt động mà con thích thôi. Ví dụ, I like watching movies. Tôi thích xem phim. I like playing badminton. Tôi thích chơi cầu lông. Đúng không? Yes. Sao ngập ngừng? Ok, tiếp tục này. Is your hair black or brown? Is your hair black or It's black. brown? It is black. Very good. Okay, so do you have any brother or sister? Sitter. Đấy, bên ngay. Đấy, sister. Hay là sister, 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 âm s ở giữa đâu? Đọc sister có hay không? Cô đọc là sister, cô nghe này có hay không? Hay không mà? Âm s này, sister, 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 trong âm âm đầu này. Sister, sister. Ok, được rồi. Ok. May mà các bạn bạn vào sau này, bạn ấy đang vào muộn nên là cô có thời gian để nói chuyện với bảo trang một tí này. Ok, cô nhận xét một tí về kiểm tra nhá. Kỹ năng nghe tốt, đọc hiểu khá, tuy nhiên phần nói rất kém, không phải rất kém mà kém thôi, không không đến nỗi kém lắm. Ok, nó chưa ổn con ạ. Nó chưa ổn, nhất là về âm của con thì cái này cô nói rất nhiều rồi, được chưa? Thì cái này luyện được, cô sẽ cố gắng. Còn về phần từ vựng cũng như là về về phần tạo câu để nói thì cái này mình phải luyện tập ở trên lớp không đủ, bởi vì ở trên lớp một buổi có 45 phút thôi, được chưa? Và cái này mình sẽ cố gắng nhá. Cô dạy được khoảng 2-3 bài speaking rồi, để cho con có thể tua lại, con có thể xem lại cái phần speaking của cô, sau đó con nghe lại cô nói cách làm mỗi bài như thế nào, mình nên làm gì khi miêu tả, mình nên miêu tả một bức tranh như thế nào, được chưa? Và xem lại cái bài đấy và thực hành lại. Thì bây giờ mình cho có cách thôi, cái nói này nó không có cái cách nào khác ngoài việc là luyện tập. Có người luyện tập cùng thì tốt, ví dụ con có thể rủ mẹ con hoặc là bạn con, được chưa, để nói chuyện với con. Tuy nhiên thì tất nhiên là những cái cơ hội như thế nó rất là ít, đúng không? Thì bây giờ bằng một cách là mình tốt nhất là mình sẽ tự luyện tập ở nhà thôi, đã rõ chưa Bảo Trang? Và trên lớp thì cô sẽ cố gắng hết sức để cô giúp thôi, rõ chưa Bảo Trang? Yes. Quan trọng là vẫn phải là ở bản thân mình nhá, được chưa? Ok, cố gắng là âm sao phát âm cho nó thẳng vào, đừng có bị ngã nữa, được chưa? Và âm cố chú ý vào âm đuôi này, chú ý vào những cái âm bật hơi, ví dụ âm lúc nãy không có sister, đọc nghe rất chán, đó không phải là một cái phát âm tốt đâu, đã rõ chưa Bảo Trang? Yes. Ok, cô sẽ về nhà, cô sẽ chấm bài này và hôm sau cô sẽ gửi điểm cho con nhé, nhớ chưa? Yes. Ok, được rồi. Ok, so it's the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Goodbye, tạm biệt.